Pin Nương Hùng.vn giới thiệu dòng pin Enersys Cylon. Đây là một viên pin Sealess Rechargeable Battery với điện thế là 2V dòng 2.5Ah hay còn gọi là 2500mAh. Viên pin này được sản xuất bởi hãng Enersys và có xuất xứ Mỹ, made in USA như tay tôi đang chỉ vào. Viên pin đặc biệt điện thế là 2V. Đây là một viên pin chính hãng được xuất xứ ở Mỹ và bảo hành sử dụng 1 năm bởi Pin Nương Hùng.vn. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng truy cập website pinnuonguon.vn hoặc pinnuonguon.com, gọi số 0909 911 096, 0903 352 340. Xin cảm ơn.